Hà cái tuổi gì? 91 nè, 89. Đây Hà có tuổi em đó anh. Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô khỏi nói nữa. Không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em á chị, nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sợ đó. Hay quá. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987, quê em ở thành phố Buôn Mê Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị ở đệm và thoái hóa cuộc sống của nhà thuốc gia truyền Đông y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chị cứ tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ chị. Nói càng dài làm thoát vị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ cho nên trong công việc đó, thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em đã làm là làm đến chốn, thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em á, chính là em thích du lịch nhưng mà em lại say xe. Điều đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè. Nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là một cái bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường, nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Thì không nó sao? Cũng là ảnh hưởng chậm đúng không? Cái anh trước mới chậm. Em là cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm, tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sau vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao phải lại chia tay? Do cái khắc tuổi mệnh. Em hợp với tuổi gì? 91 nè, 89. Nơi hợp với tuổi em đó anh? Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và 2 mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu, tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì thấy không hợp. Cái không hợp đó chính là yêu xa. Không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em á chị, nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì sáng nắng, chiều sáng thì nắng, còn chiều là chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó gì? Khao khát một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một nụ cười tỏa sáng như em là được. Điều gì em không thích người bạn trai? Dạ, chịu lừa dối, không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Dạ. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Vậy là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em
Thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi. Nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ, con cái, chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì vậy tốt rồi đó. Rồi em chào chị. Chào em. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là hút thuốc, đánh bài, là đua xe hay là những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn à. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Ừ, dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này. Nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề. Thì cũng cần là sinh sớm một chút. Dạ, đúng mọi rồi. Thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái là rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ yeah. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn rồi. Chị được. Để em qua tham khảo thăm bạn gái rồi sao nha. Được. Anh hỏi giúp em. Chào anh Linh. Chào em gái. Dạ. Chị thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây một chàng trai rất là vững chãi ha. Rất là chân thành nữa. Và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác ảnh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ, em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng không xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng... Có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được rồi. Anh ơi, anh ơi. Hơi, em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ làm sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì sự ở đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em hay say xe á. Cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ rồi. Không, nãy giờ em nói chuyện anh thấy rất là hay đó. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Rồi, được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái, ok. Đàn gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để ý kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em, cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Rồi. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn. Đó, và nhân viên kinh doanh cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp có tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi sếp. Trai đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, rồi mời sếp trước đi ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào Vũ với lại là em ái. Ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ một chút xíu. Ở chỗ bạn ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi. Rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính, mạnh mẽ. Đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo. Nói khéo nhiều tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng. Nha. Okay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bây giờ con sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, rồi. Xin mời. Chào em. Dạ. Anh có một cái... Để em dặn trước em ha. Dạ. Em gửi anh. Ừ rồi, cảm ơn em. Cái bao thơ là cái gì vậy em? Quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà có từng người một đi anh. Rồi, giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm. Nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh. Thì anh cũng sẵn. Tại vì anh kinh doanh anh bán này. Dạ. Thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy?
Dạ em ơi, em mua chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại thôi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi. Qua chương trình bạn muốn hẹn hò, nay em được gặp anh. Phải chăng đó là chữ duyên? Người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Khui quà luôn em. Anh có thể khui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tưởng con rắn. Phải. Nhìn nó. Cái này là em tự chuẩn bị cho. Mở ra tính đậy lại. Em anh có thể giúp em mở ra được không ạ? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể có thể mở cái nút ở dưới được không? Gì bố rố quá vậy? Đẹp quá. Cái món quà này đó, anh nhìn vô anh thấy nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên á, nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông, có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Anh hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Yeah. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông. Có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này, nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em á, và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Vậy hả? Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em á là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật á là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị đệm và thoái hóa cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại á mẹ em ở dưới quê á, nói chung là gia đình của em á thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán, và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc. Tới thời điểm này mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng, nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em, có nghĩa là sẽ thương mẹ của em, cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em, thương mẹ của em như thương mẹ của anh. Anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông. Bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi, nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ nghề nông, và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi. Cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn. Có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Yeah. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Tuyệt vời. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Không nói nhiều nữa, con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Cô gái ấy
Đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Thật tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn. Hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em là Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi, sinh quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Cái gì Tùng? Dạ em là Nguyễn Tiến Tùng anh. Nguyễn gì? Nguyễn Tiến Tùng. Nguyễn Tiến Tùng hả? Dạ vâng. 28 tuổi. Nhưng mà cụ thể em làm việc gì Tùng? Dạ em hiện giờ là thợ lắp đặt thiết bị, trang thiết bị nội thất cho công ty xây dựng. Thợ lắp đặt thiết bị nội thất á. Mời nhà gái. Em giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào em. Xin chào nhà trai bên kia. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu cà phê ạ. Xuất khẩu cà phê. Dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Một người quê Hà Tĩnh, người quê Quảng Ngãi ha. Thì là miền Trung luôn. Rồi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Em thì ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao. Chỉ số cảm xúc của em á nó cao thì em hay giúp người, rồi em cũng nói chung em cũng chả biết nói sao là em hay giúp người, và đó cũng là vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của em luôn. Còn em có cái ưu điểm nữa là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau. Ví dụ Em thì điện nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay là em làm được tất cả. Rồi vậy là tốt rồi. Mời nhà gái. Em nói về ưu điểm khuyết điểm mình nói lớn lên. Dạ ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là thỉnh thoảng lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà nó nhỏ thôi ạ. Vậy không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. Rồi như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Thì đều là yêu xa hết, tức là yêu ở ngoài quê ở Hà Tĩnh. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Vậy đó hả? Rồi cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó phải không? Dạ 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Dạ. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi. Dạ vâng. 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Dạ. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhắc ghế của em nữa thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Thì từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm quen mà em không dám nói cho nên là thôi luôn. Ta. Cái chỉ số IQ á là chỉ số thông minh, nhưng mà trong cuộc sống á, IQ là cảm xúc. IQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại cái chỉ số IQ của em là bao nhiêu? Dạ 172. 172 hả? Dạ. Ủa cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng gần gần bằng em á, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên em cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em, nên nó cũng đỡ. Đôi khi mình kiểm soát không cảm xúc không được đó mình cũng sai lầm lắm đó em. Dạ. Cuộc đời mình sống bằng cảm xúc đó đôi khi nó cũng không thuận lợi lắm đâu. Mình giải quyết tất cả mọi thứ theo cảm xúc và thể hiện nó cũng bằng cảm xúc luôn. Đúng rồi. Cái chỉ số của anh cũng lớn hơn em luôn á. Vậy hả Linh? Ừ. Chào em. Chị. Như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu. Dạ. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn.
thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Dạ. Ồ vậy hả? Ôi tôi thấy em buồn quá ha, em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á, em có cảm thấy mình buồn không? Dạ em ở vừa đi làm một mình cái em quen cái kiểu này quá rồi cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều. Vậy hả? Ban ngày đi làm thì bình thường, chứ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Buồn đúng không? Em biết không, cái cảm xúc của người EQ á nó cao đó, đôi khi rất là nguy hiểm nếu ta không biểu lộ cảm xúc, chúng ta không được trao đổi cảm xúc với nhiều người đó, nó dồn nén á, đôi khi nó trở nên tự kỷ và tự khóc một mình. Thật sự là cái này nó nếu em cần em phải cần nhiều người bạn, cần sự trao đổi giao tiếp nhiều hơn nữa để nó có thể cái sự EQ đó nó cũng là một cái thuận lợi, nhưng nếu mà em dồn nén nó quá nó cũng là một cái bất lợi đó. Đó là nhược điểm của em á. Nhược điểm luôn. Dạ vâng. Và cần một người để giải mã cái EQ đó. Đúng rồi. Bây giờ em muốn người yêu thế nào em trình bày với chị Hồng Vân đi. Coi chị bên nhà gái chị xem có đáp ứng được không? Có thể là cái chìa khóa để là mở cửa sổ tâm hồn của em được hay không? Em thì chưa trải qua mối tình và em cũng chưa có tìm hiểu nhiều bạn gái cho nên em cũng không biết gu của em là như thế nào cả. Trời ơi. Dạ. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định, nhưng em thì bình thường là bạn nữ ngoại hình hay là gì đó không quan trọng, quan trọng chỉ cần biết là công dung ngôn hạnh, cái cần 4 từ đó là đủ. Sao cái đó cũng khó lắm nha, em nói đơn giản như cái đó rất là khó. Công dung ngôn hạnh cũng em không cần quá hoàn, em không cần quá hoàn hảo, em chỉ cần là đáp ứng vừa phải những vấn yêu nhu cầu đó thôi, chứ không phải là vậy. Công dung ngôn hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em. Anh nghĩ rằng em cần một người để giải mã cái EQ của em đó ha, cần mà giải hóa đó, hóa giải được đó. Tức là em có một cái mẫu hình nào về chiều cao, về cái khuôn mặt hay là về vóc dáng như thế nào không? Em có thích nghệ sĩ nào không? Nói thẳng vô luôn đi cho nó dễ đi. Thử xem em nói, em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em đây, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Đấy, chị Hồng Vân, hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự chút thôi. Chị mệt. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chị chán anh Linh lắm luôn á, em biết không? Có nghĩa là như vậy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ, vậy thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Em có nghe bạn tâm sự không? Có nghĩa là hiện giờ là từng đó tuổi rồi nha, mà bạn chưa hề biết yêu. Yeah. Chưa nắm tay, chưa hôn, trong khi cái chỉ số IQ của bạn rất là cao, không giải tỏa được. Có đồng cảm, có chia sẻ không? Không, thì hy vọng là em sẽ giúp anh giải tỏa được những cái chỉ số IQ đó. Còn hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được, và thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bên đây gọn quá gọn rồi. Bên đây gọn thiệt là gọn luôn. Gọn luôn, không có tóc luôn. Dạ, mới dạ gọn, được. Không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được, được. Rồi là không phải gì, em nói gì giờ hơi cao hả? Cái gì em nói à, không, không bị, không lùn quá là được. Mà bây giờ quá cao thì sao? Thì cũng được. Đó, thì tốt hơn đúng không? Dạ. Rồi. Cái tóc gọn là anh thích nhất á. Tóc gọn là không phải người ta không có tóc, tóc rất là nhiều nhưng mà ta thích gọn. Dạ, vậy thôi. Em cũng thích vậy, không đó, thích để người ta tóc thích dài. Gọn, ta quẹt một cái là hết gọn luôn. Là quên hết, hết xung xê luôn nhưng mà tóc thì rất là nhiều. Tóc này giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông nữa. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy, còn gọn hơn nữa. Ông không có thích để tóc dài. Chào em gái. Dạ, chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xinh xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ vâng. Bên đây bạn hơi buồn như đẹp trai. Dạ. Là phong độ, phong trần. Dạ. Phong sương. Đẹp trai ha. Là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho anh hòa đồng. Rồi, được rồi. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. À xin lỗi, các chị em đồng nghiệp thôi. Rồi, mời nhà gái mình cho ý kiến nào. Xin chào,
Tôi tên là Đào, xin chào và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Huyền Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về công việc thì Thơ là một người rất là có trách nhiệm, luôn luôn là làm vượt hơn cái yêu cầu của cấp trên giao. Và khi mà đã giao cái việc gì á thì không cần phải nhắc Thơ là Thơ sẽ tự hoàn thành rất là tốt ha. Thì đó là về Thơ. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Yeah. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm, khá là nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là nó là người, Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực, thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Tại vì cái chương trình này nó ngắn lắm thì không thể nào mình hiểu hết một con người được. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2. Bạn thân hả? Được không? Nói đi em. Em cứ nói đi. Xin chào chú anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số IQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính. Nhiều lần là em cũng nói nhiều rồi, nhưng mà Tùng nói bây giờ Tùng không có kiểm soát được cái điều đó, là Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc IQ của mình á. Còn một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á. Nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á thì thấy là bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Thì đến với ngày hôm nay thì hai người đã có duyên rồi, thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Rồi. Cảm ơn thằng trai thằng gái. Hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và đã nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Em chào anh. Tặng hoa, tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. Lần đầu gặp mặt mình xin tặng một bó hoa. Dạ, được. Cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn, em tặng luôn, rồi em nói ý nghĩa món quà luôn. Dạ. Anh có thích uống cà phê không ạ? Mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng in anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê, say em là được rồi. Ở trong này em có 3 ký tờ giấy, em có ghi một số cái câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Được rồi, ok. Dạ. Chà, cái này thấy ngôn tình quá ta. Dạ không, không có gì ngôn tình lắm. Đọc lớn trời ơi, cà phê thơm quá à. Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Hơi khó một tí nhé, tay mình hơi to. Để em lấy cho ạ. Trời, bữa sau tiếng họp to hơn đi em ơi. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đáng như tử thần và ngọt ngào như tựa tình yêu.
Đâu đọc cái câu hay quá mà đọc không có rõ nè, đọc rõ lại coi tôi. Cà phê sao nè? Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Dạ vâng. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi, về vị trí đi các bạn. Vâng. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Nói giọng nói thì chắc là em chưa quen lắm cho nên là cũng hơi khó nghe, với lại anh nói hơi nhỏ. Mình vào đây cũng được 5 năm rồi nhưng mà mình không có đủ tiếng, mình vẫn nói tiếng ở ngoài quê mình. Dạ. Anh làm việc ở đây là anh học ở đây rồi anh làm việc ở đây hay là sao? Không, mình học ở Hậu An, Quảng Nam thì học xong rồi mình vô đây mình làm khoảng 5 năm rồi. Dạ. Thế dự định của anh là sẽ ở lại Sài Gòn hay là anh về quê ạ? Mình sẽ tính về quê nhưng mà chắc cũng một khoảng thời gian khoảng 2-3 năm gì đó mình sẽ về quê mình làm. Dạ. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai hay là, ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? Không, mình cũng có cảm nắng ai đó nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói. Thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay cho nên là mình cũng không có gì để mà làm cho người ta tin tưởng hết. Thôi, mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Dạ. Ủa giờ bây giờ anh có gì trong tay chưa? Hiện giờ thì hồi trước bàn tay mình trắng, bây giờ tay mình nó đang hơn xíu rồi. Dạ. Bạn thông cảm cho là mình cũng hơi nhắc nhát cho nên là mình cũng không có nghĩ ra câu hỏi gì về cái... Rồi bây giờ mình hẹn hò sao đó. Có thể là hai bạn ở đâu hỏi đi. Tuần mình thích cái gì mình hẹn hò thế nào? Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua. Nhưng mà nếu anh cần một người chủ động thì em, nếu chủ động em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó, bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Anh ở đâu, em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Dạ. Rồi ân đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi. Dạ. Thế giờ em cũng muốn đi phượt thì anh tính đưa em đi đâu đầu tiên ạ? Đầu tiên này thì mình tính về sắp tới ngày Quốc Khánh mình tính chạy về quê. Dạ. Quảng Ngãi thì nếu như bạn thích thì mình sẽ trở về. Dạ. Mình cùng đi chơi về đó. Mình chỉ chạy xe máy thôi nghe, mình không có đi tàu hay đi máy bay gì đâu. Ủa là sao, là anh bị say xe hay là sao ạ? Không, mình thích đi phượt bằng xe máy hơn. Dạ. Nó tự do, thoải mái, vâng, đi đâu cũng được hay. Em đi từ đây về Quảng Ngãi đi xe máy đó hả? Dạ vâng, 3 năm nay em từ Sài Gòn về Quảng Ngãi toàn xe máy không ạ? Anh có phải là người tiêu xài hoang phí không? Anh không có tiêu bất cứ gì hết. Dạ. Sở thích của anh là đồ nghề, bởi vì hợp với công việc cho nên là tháng chắc đọc một khoản ở đó để mua đồ nghề để làm thôi. Đồ nghề là cái gì anh? Nghĩa là giống như những cái để phục vụ công việc của mình thôi. Dạ. Nhưng mà cũng có chừng mực chứ không bao giờ mà quá đùa, quá đà hết trơn á. Dạ. Em thì ngược lại em quá đà. Giờ anh làm sao cho em không quá đà được không? Cái này thì anh thua rồi. Do cho anh từ trước giờ chưa có quen ai và chưa có hiểu gì nhiều về con gái cho nên là anh khó biết về những cái vấn đề đó. Nếu như giờ em đồng ý làm quen với anh thì anh sẽ cần một thời gian để tìm hiểu và em có thể tìm hiểu anh được. Nhưng mà nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè,
em có cảm nhận điều gì cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Mở cái luân xa tình yêu chưa? Có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà là em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ em thì nghe về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Dạ vâng. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Dạ. Nhưng mà giờ cái khoảng cách từ em với bạn gái có gần nhau không? Dạ, khoảng cũng gần lắm anh. Gần lắm hả? Dạ vâng. Vậy là tuần được qua được mấy lần để chia sẻ? Em về thời gian của em rất là rảnh. Bởi vì công việc của em là em tự quyết về thời gian. Cho nên là ví dụ như hồi nào bạn gái cần, em sẽ có mặt ở đó. Đâu có cần, lúc bạn gái cần mình mới là người cần ha. Mình tới bất kỳ lúc nào mình cần cái sự chia sẻ của bạn gái, chứ mình đừng có nói chờ con gái gọi mình mới tới ha. Chờ bạn gái cần mình mới tới, nhiều khi bạn gái giận không cần nữa, vì vậy mình không tới hả, đúng không? Trong tình yêu á mình phải chủ động em hả? Dạ. Em trai em, anh nghĩ rằng em phải là một người mạnh mẽ hơn nữa, phải chủ động trong tất cả mọi thứ. Mình chủ động trong kinh tế, chủ động công việc, thì phải chủ động trong tình yêu luôn. Anh nói vậy có đúng không? Dạ. Chứ không lẽ giờ em gái anh ơi em cần anh sao ta dám nói. Nhưng mà Vân nghĩ vậy nè, chắc là Linh phải có một cái tư vấn cho bạn này, tức là một cái kinh nghiệm của Linh. Trời ơi anh Linh, anh cua ai là dính người đó, thậm chí anh không cua ai cũng dính luôn đó. Em cho nên rằng là mình cần cái là nói là anh Linh cho em thọ giáo anh Linh đi, đúng không? Anh Linh chỉ cho anh chỉ sao mình làm như vậy đó. Ở công ty của em á thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó, nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi vậy để anh chỉ cho. Nè sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi thì gặp người đẹp thế nào đó. Ha, cần làm gì nhớ nha. Nhà anh còn phải đi ngang đâu, muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ vâng. Uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em, bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Được không? Hát bài cho bạn là tư vấn của anh á thì em xin tiếp nhận, nhưng mà em cũng chưa chắc ăn lắm về cái vụ rụng tim lắm. Cái đó là phải tùy thuộc vào bạn gái nữa. Đúng rồi, chắc chắn là tùy thuộc vào bạn gái. Nhưng mà cái sự chân thành của em á, cái mà gọi là bằng trái tim của em á, chị nghĩ là những người phụ nữ ta rất là thích. Nhiều khi mình ăn nói nó gọi là nó gọi là gì, hoa văn quá đó, thì có khi có những người phụ nữ thích mà cũng có những người phụ nữ lại không thích. Không phải đâu, anh đã làm mai mối gần cả chục năm rồi. Không phải là anh hay về chuyện tình yêu, mà anh học mỗi người một chút. Vấn đề chúng ta không cần ăn nói hoa mỹ, chúng ta nói bằng cả trái tim. Đúng rồi. Nhưng cái điều quan trọng là nè, em có biết chăm sóc tình yêu của em hay không thôi. À cái vụ đó thì anh cứ yên tâm đó. Cơm nước nhà cửa em có thể không lo phải. Không phải là cơm nước nhà cửa. Trong tình yêu á, cái sự chăm sóc của người con trai hết sức là quan trọng. Không phải là nấu cơm nước ta ăn ta yêu em đâu. Một chút nào đó lãng mạn, chăm sóc một chút là đó nó tình cảm. Cái này thì có lẽ là em rất là thiếu rất nhiều, chứ không phải anh thì nói có là người ta đã có rồi mà thiếu. Ừ đó, cho nên vậy là bây giờ anh Linh phải chỉ cho em. Ví dụ như mình đi coi phim hôm đó là mình sẽ thì một lời nhắn tin thôi. Em hiểu gì? Giống như cái bạn làm thấy thương không, bỏ 3 cái lời nhắn nhủ vô trong 3 cái hũ cà phê ha, lấy ra xong nghe cái mùi thơm cà phê là đã thấy say rồi đó. Bây giờ mở ra đọc cái đó là say hơn nữa đó. Ý là vậy. Anh nghĩ rằng bạn gái này rất là bản lĩnh nha, cô này rất là bản lĩnh luôn, có thể trói buộc em luôn. Nó thật sự là như thế. Nhưng mà thật sự cổ vẫn cần một điều gì đó nó quan tâm chăm sóc trong mối tình đó thôi. Em chỉ cần làm được điều đó thôi, còn tất cả bạn gái sẽ lo. Không khó đâu. Em thì lời nói em sẽ rất là khó để thể hiện. Nhưng mà trang cách thể hiện của em á, bằng hành động thì em có thể làm được tất cả mọi thứ cho okay, bạn gái. Vậy là ok rồi. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi. Rồi. Em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi. Nhưng mà em không hát bài về Hà Tĩnh. Không, em hát bài gì cũng được, miễn là em hát thôi. Để tặng lên cho bạn. Coi có hợp lý không? Tặng cho bạn đi. Đứng lên kế bên nhau coi nào. Đó, hai bạn gái cũng cao mà. Đó. Trời ơi, bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như thần đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha.
Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến yêu của anh. Đã xin hết. Rồi em nói cái gì đi, có hát không? Hát, dạ, hát đáp lễ em... không? Về văn nghệ em thua chị. Trời ơi, do em sống nó cứ hờ nếp thăng vào quá, em không có phát, không có liên quan tới những cái đó được. Vậy thì thôi em nói một cái lời nào chân tình nhất từ trái tim của em với cô bạn này trước khi chúng ta bấm nút. Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Thôi được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Bên đây cưng, bên đây cưng. Được, tìm nè, ở kia. Thần đây rồi, không thấy đây rồi, đây. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có rất là khẳng khái bấm luôn, không cần gì mình hết, không cần luôn, đó. Nào. Hay quá. Thật sự các bạn đã bấm nút hẹn hò, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng là thật nắp tay, nắm tay đây, đây. Đây, 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 đây. Tình yêu mà có bắt tay nữa. Đó, nắm chặt vô coi. Xen tay vô thế này nè. Là hơi khó anh, lần đầu anh. Thôi để em xen cho anh. Đúng rồi. Em phải dạy nha. Dạ. Em gọi bằng sư phụ đi, tao dạy cho. Ha? Không, nếu thật sự lòng rung động, yêu thương nhau để hỗ trợ cho nhau ha, không có vấn đề gì cả. Một chàng trai quá nhút nhát và gần như chưa biết tình yêu là gì cả. Không, nhưng mà Vân có một cái cảm nhận là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Không. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Hãy giải mã cái chỉ số IQ đó. IQ chứ không phải là IQ nha. IQ thì tùy. Em biết núi lửa không? Dạ biết. Đó, khửi một cái là phun trào. Khi con người ta đã dồn nén mấy chục năm chưa có tình yêu, bây giờ yêu thì nó trồi nó dữ dội. Yêu nó nồng thì có cháy bỏng, nó khét lẹt luôn vậy đó. Rồi. Nắm tay thấy sao? Dạ, thấy cũng bình thường. Bình thường gì? Sao bung ra rồi? Trời ơi em ơi, em nắm tay. Mình đừng có nói bình thường. Mình phải cho mọi người biết cái cảm xúc của mình, thấy không? Nhiều khi mình giấu cảm xúc được, ừ, nắm lại đi. Không có giấu, bây giờ là mình đừng có giấu cảm xúc nữa. Đúng tập rồi. Cái chia sẻ cảm xúc nắm của mình đi cưng. Em thì bây giờ em mới có quen bạn gái, cũng chưa hiểu lắm. Còn có vụ nắm tay thì em cũng nắm tay nhiều người lắm rồi, cho nên là em cũng chưa có được cảm xúc cho lắm. Ủa, nhưng mà số để... IQ nhiều lắm mà sao kỳ vậy ta? Chắc em đo ngược rồi đó. Có lộn hay sao á? Dạ không, cảm xúc của em nó thể hiện vào cái vấn đề khác, chứ không phải về vấn đề tình cảm này, nó hơi khó. Không phải. Tình cảm ở đây á, nó có thể đi đôi với cảm xúc, và cảm xúc nó dâng trào thì tình cảm đi theo như thế, đi đôi với hành động nữa. Mà con người á, với nhau á, chúng ta không giao lưu về cảm xúc á, gần như nó càng ngày càng xa với nhau. Ở đây anh chưa nói về tình yêu, có thể em gặp người nào đó, ôi trời ơi bạn ơi khỏe không này kia, cái cảm xúc nó sẽ rất là tốt. Còn em nhìn, em thèm nhìn ta, nói ủa bạn khỏe không bạn, rồi bạn sao làm ăn sao, em thèm nhìn ta như đó thôi, cái người đối diện cũng đã mất cảm xúc rồi ha. Em hãy mở cửa lòng mình ra nữa, mở cái cảm xúc ra nhiều hơn nữa. Chúng ta chưa nói chuyện tình yêu ở đây, nhưng mà nếu chúng ta đối diện một người nào đó mà chúng ta làm người ta mất đi cái cảm xúc đó, người ta tụt mút đó, thì cái điều này khó lấy lại lắm. Dạ, cho em làm lại nha. Đúng rồi, phải làm đi em. Em thấy bạn gái chưa? Dạ rồi. Không lẽ tôi đi theo ổng chỉ từng ly từng tí chứ thiệt. Thì đó, thì phải chỉ cho em chứ làm sao. Rồi. Chắc tối nay em về em xin số anh quá. Đó, phải chỉ cho em từng ly từng tí mới được. Đây, bây giờ nè, em trước hai gia đình đang theo dõi truyền hình, em có một lời xin phép người lớn đi, cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau ha. Rồi con hứa điều gì đó, bắt đầu đem, hãy cứ nói mạnh mẽ lên nào. Mình nói bằng cả trái tim của mình, không cần hoa mỹ đâu.
Xin phép quý khán giả, xin phép gia đình nhà gái, thì đây là những lời nói của em từ đáy lòng, là hy vọng nếu bạn gái quen em thì em sẽ chăm lo cho bạn gái từ A tới Z, từ nói chung là từ thể xác tới tâm hồn, em sẽ không để bạn nữ thiếu cái gì. Nói đồ hồi hộp vậy sao? Đâu, em nói một câu gì cho chị yên tâm coi, thực sự là để chị yên tâm là em sẽ là người gọi là nữa buông ra nữa, giải mã được cho bạn này. Nè, bắt buộc nha, từ đây tới sau nếu mà quen nhau không cho nó buông tay ra, nắm tay, nắm chặt lấy. Chúng ta phải tạo cảm xúc cho nó yêu mến nhau, cho nó gần gũi nhau, cho cái sự kết nối nó không bao giờ rời xa. Em nắm nhẹ nhẹ chứ em lại nắm mạnh quá. Nắm đại tay ta đó thật đen. Bự, không gì đâu mà chà bá lửa. Tôi mập vậy mà tôi còn rồi nè, nói câu gì đi nè. Dạ thì đối với yêu cầu về bạn trai thì em không cần gì nhiều, chỉ cần chung tình và không lừa dối là được ạ. Còn lại mọi thứ anh không lo được thì em lo. Hay đó. Hay quá hay. Cái này em hơi khô khan chút xíu nói vậy thôi, chứ thật sự là khô. Dạ. Em là phải tưới nước vào đó. Dạ. Tưới những cái giọt nước tình yêu vào đó, và những cái giọt nước lãng mạn nào đó, ngày nào đó hoa sẽ đâm phán trên trái. Không, để tóc trở lại nhé, tóc lãng mạn á. Ừ. Không được không? Dạ. Phải hôn, phải hôn. Phải hôn thôi. Dạ, cái vụ này chắc cho em xin kiếu đi, bởi vì đây cũng lần đầu của em. Chừng ta nói anh BD đó. Dạ. Cái nó em mà hỏi em BD thì em chỉ cần có nói một câu là người ta rút lại à. Nói sao? Dạ, thử biết liền nè. Không, nhưng mà chị nói không, em nghe nè, chị cứ nói không à, hành động cũng không hành động luôn. Phải hành động. Ừ. Tất cả mọi thứ, lời nói phải đi đôi với hành động. Em có bạn gái nè. Ừ. Em thay truyền thống mà em thay hiện đại. Em một chút hiện đại, không truyền thống quá. Mà nãy nghe anh nói là anh cưới vợ thì anh phải tìm hiểu kỹ càng này nọ. Nhưng mà chắc nếu mà giờ kỹ càng quá, chắc 47 tuổi chứ cũng chưa có vợ đâu anh. Nên bớt kỹ lại được không? Đó. Thì em chủ động thương gái thế nào? Cho đàn ông ta nể nè em gái. Thôi được rồi, hung thì đi. Thấy hung chưa? Đó, đúng rồi đó. Không lẽ em để con gái hung mình mất nhục à? Hung chút hung tay được không? Nữa. Lời nói đi đôi với hành động nào? Nào. Trấn tĩnh lại nào. Giờ làm gì ta chờ? Hung má, hung má. Rồi. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Không phải là gì. Thật sự á, tụi anh muốn cái nụ hôn em má không vấn đề gì cả. Ừ. Không phải nói đây để ép, để hôn này kia, hôn tụi anh cũng sung sướng gì đâu. Nhưng mà tụi anh muốn ở đây á, bỏ tay ra nữa, là tụi em bấm nút á, bằng cái trái tim của mình. Đã bấm nút thì cái nụ hôn nó không là những vấn đề cả. Chứ không lẽ em hôn anh sướng à? Phải không? Xác nhận điều đó không? Dạ rồi. Anh muốn tụi em kết nối cái cảm xúc với nhau. Về tối nay nằm lầm bầm chửi Nguyễn Linh đi. Dạ không có, tối hôm nay em sẽ sạc pin điện thoại, em nhắn tin với anh em hỏi. Nhắn tin nha, với tập anh. Yêu nha. Dạ rồi. Tập yêu, tập hôn, tập thể hiện cảm xúc của mình. Mình nói mình nhiều cảm xúc, mình không thể hiện thì không ai tin điều đó cả. Cảm xúc là điều hết sức là quan trọng. Nó chiếm vị thế đến 55% trong cuộc sống. Ngoài cái chỉ số IQ, em có thông minh mà em không cảm xúc á thì cũng không là gì cả. Ừ. Em hiểu không? Dạ vâng. Rồi anh có thể lớn hơn em nhiều tuổi, em có thể làm thầy em được đó. Không có đựng về tối chửi anh nha. Dạ anh yên trí đi, em kính trang người nhường dưới. Dạ. Nói cho anh muốn hai đứa hạnh phúc thôi, đơn giản dạ, vậy. Rồi, rồi thôi, chúc hai em hạnh phúc nha.